Đây là hình ảnh mới nhất của bị can Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh. Ngày 6 tháng 1 năm 2024, Công an TP.HCM thông tin về vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị can Trần Thị Ngọc Trinh và bị can Trần Xuân Đông là người dạy người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô thực hiện. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với người mẫu Ngọc Trinh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, bắt tạm giam Trần Xuân Đông để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Kết thúc điều tra, ngày 6 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Đề nghị truy tố Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can Trần Thị Ngọc Trinh và bị can Trần Xuân Đông cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo diễn biến vụ án, Công an TP.HCM cho biết bị can Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2, nhưng vẫn cùng bị can Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện các hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy hành vi này gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý bị can Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Theo Công an TP.HCM, người mẫu Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.